Cách làm giả mất like sờ chin cho video. Bước đầu tiên thì các bạn hãy mở app CapCut ra và ấn vào dấu cộng để thêm dự án mới nhé. Rồi sau đó các bạn hãy ấn vào kho video và tích vào cái video mà các bạn muốn dùng vào, rồi ấn thêm nha. Ở video này thì mình sẽ chèn luôn từ đầu video, cho nên thì chúng ta để nguyên con trỏ chuột ở vị trí đầu tiên và phần T văn bản này và phần A thêm chữ này. Rồi các bạn hãy gõ cho mình in hoa chữ trực tiếp nha. Đó, rồi các bạn hãy vào phần phong cách cho mình. Rồi sẽ vào phần bảng vẽ nhá. Rồi các bạn hãy vào phần ô đầu tiên này, cái hình chữ nhật đầu tiên này. Đó, rồi các bạn sẽ chọn vào màu đỏ cho mình. Đấy, rồi các bạn lại vào phần phông chữ. Sau đó chọn phần chữ nền tảng. Vậy là ok rồi, bây giờ chúng ta hãy giữ vào cái góc này. Đó, giữ vào cái góc vuông của cái chữ trực tiếp ở bên dưới này. Rồi các bạn đẩy lên để cho nó nhỏ lại. Rồi các bạn dùng một ngón tay các bạn di lên góc trên cùng này. Đó, nó càng nhỏ thì nó càng thật, bởi vì thực chất là nó không có to lắm. Rồi sau đó các bạn ấn tích nha. Và các bạn hãy giữ tay vào cái đuôi này, đuôi màu trắng của cái phần chữ này. Các bạn kéo đến hết video cho mình. Bước tiếp theo thì các bạn hãy lên trên Google, các bạn gõ cho mình cụm chữ icon mắt livestream màu trắng nhé. Bởi vì chúng ta sẽ dùng màu trắng trên nền đen nên là chủ yếu là mắt đen hết mọi người ạ. Nên là tìm được mắt trắng không dễ đâu, thực sự là không có mắt màu trắng. Vì thế cho nên các bạn hãy tải cái mắt màu xám này nhé. Tải tạm cái mắt màu xám này chúng ta điều chỉnh màu được. Chạm tay vào nó này, giữ tay này, ấn tải hình ảnh xuống nhé. Tiếp theo thì các bạn hãy vào ứng dụng remover.bg để xóa nền cho cái ảnh mắt đó. Thì nếu như các bạn dùng máy khác hoặc là có app khác thì các bạn dùng app khác cũng được. Còn nếu như các bạn mà dùng iPhone thì có cách xóa khác thì các bạn ứng dụng nhé. Mình thì không dùng iPhone nên cũng không dành về iPhone lắm. Nói chung là chúng ta sẽ tải cái app để chúng ta xóa bỏ cái nền xung quanh của cái mắt đấy đi, chỉ lấy lại cái mắt màu trắng đấy thôi. Thì mình sẽ vào đây này. Đó, và phần upload image này, ấn vào bộ sưu tập này. Rồi mình tải cái mắt màu trắng, màu xám mình vừa dùng nó lên. Đó, rồi mình ấn download nhé. Đã xóa xong rồi đấy. Trong bộ sưu tập của điện thoại thì sẽ thấy cái mắt nó có ở đây rồi. Chúng ta hãy chạm tay vào cái mắt có nền đen này, chính là cái mắt đã xóa nền này. Rồi hãy ấn vào cái bút chỉnh sửa ở góc dưới này. Đó, rồi sẽ vào cái phần hình tròn, nó có hai màu, một nửa gạch gạch, một nửa màu đen này, để chúng ta điều chỉnh. Ở đây sẽ có độ sáng, độ bão hòa các kiểu đủ hết đấy, nhưng chúng ta chỉ dùng cái độ tương phản này thôi. Rồi chúng ta kéo từ trái sang bên phải hết luôn là nó sẽ có màu trắng trắng. Đấy, hoặc các bạn có thể vào phần thử vào phần độ sáng này. Đó, và phần độ sáng nó sẽ sáng hơn này. Nói chung là chúng ta cứ kéo sang bên phải để cho chúng nó trắng lên nhé. Thật là trắng vào. Rồi chúng ta ấn lưu nha. Vậy là chúng ta đã có mắt màu trắng rồi đấy. Và chúng ta sẽ vào phần thêm chữ. Vẫn ở vị trí này chúng ta ấn vào tên văn bản. Và thêm chữ luôn cho mình. Mình sẽ gõ một cái con số, ví dụ như là 500 mắt xem đi, 550 mắt xem đi, 550 mắt xem nhé. Đó. Và chúng ta có thể giữ tay một ngón tay ở vị trí trên góc này, để chúng ta kéo cái chữ này nó sang bên ngoài thì nó đỡ đè vào chữ trực tiếp và đỡ khó nhìn nhé. Rồi chúng ta sẽ chạm tay vào trước chữ 5510 này. Chạm con trỏ chuột gõ chữ 50 này. Các bạn gõ thêm vài cái dấu cách nữa đi. Gõ thêm vài cái dấu cách để chúng ta sẽ có cái vị trí để chúng ta chèn cái mắt like vào mọi người nhé. Đây chính là vị trí chúng ta chèn mắt like này. Đó, nhưng có một điều khác biệt là chúng ta sẽ đổi sang màu đen thì chúng ta hãy vào phần phong cách này. Rồi vào phần bảng vẽ này. Rồi sẽ vào phần màu đen nhé, chạm vào phần màu đen này. Đó, mọi người thấy chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ ấn dấu tích. Đồng thời chúng ta giữ một ngón tay, chúng ta đẩy nó gần với chữ trực tiếp một chút này. Đó, có vẻ hơi bé hơn đúng không? Chúng ta có thể cho nó to ra thêm một chút nữa. Đấy, được rồi đấy. Và phần nhãn dán nhé, tìm phần nhãn dán và vào phần nhãn dán này. Rồi chúng ta sẽ ấn vào A có dấu cộng này. Ấn vào cái hình vuông có dấu cộng là tải ảnh lên này. Rồi chúng ta sẽ tích vào cái mắt màu trắng vừa tải về này. Bây giờ nhá, mình sẽ dùng hai ngón tay mọi người nhá. Dùng hai ngón tay đặt ở vị trí này. Zoom nó lại này. Đấy, mọi người thấy không? Cái bước này rất là khó nên mình phải quay bằng cách này. Zoom nhỏ lại nhá, không cần chạm vào nó. Không cần chạm vào nó mà chỉ cần chạm bên ngoài là có thể di được rồi này. Zoom cho nhỏ bớt nữa này. Zoom cho nhỏ nữa này. Càng nhỏ càng trụ càng thật này. Vẫn hơi to này. Zoom cho nhỏ thêm một tí nữa này, rồi dùng một ngón tay nhá. Dùng một ngón tay di lên đây đúng cái vị trí này. Sau đó ấn dấu tích này. Rồi chạm một ngón tay ra bên ngoài này. Hơi bị lệch rồi, vậy thì chúng ta hãy chạm xuống đây. Chạm cái thanh màu vàng này để chúng ta lại tiếp tục di được nó. Dùng hai ngón tay để di cũng được. Di phải thật là cẩn thận mà. À, chạm ra bên ngoài, chạm ra bên ngoài.
Đó, ổn hơn rồi đấy mọi người ạ. Bây giờ thì các bạn hãy chạm vào số 550 này, giữ một ngón tay và đuôi màu trắng và kéo đến hết video cho mình, vừa khít luôn, không được thừa ra. Chạm vào hình cái mắt ở phía dưới, giữ tay vào đuôi trắng và kéo đến hết video cho mình. Đó, và bây giờ thì các bạn sẽ để ý rằng con số của chúng ta mãi mãi chỉ là 550, nó rất là ảo. Trong khi mà xem mắt like thì nó sẽ thay đổi số lượng người xem, có lúc tăng lúc giảm đúng không? Thì chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? Các bạn hãy chạm vào cái thanh số 550 này nhé. Và các bạn hãy di chuyển từng đoạn một. Đến đây các bạn ấn tách này, dịch sang bên trái một chút, ấn tách này. Dịch sang bên trái ấn tách này, ấn tách này. Tiếp tục ấn tách này, chia càng nhiều thì càng tốt, càng tỉ mỉ, càng nhiều đoạn thì nó càng thật, tức là số nó thay đổi càng nhiều lần nó càng chân thật đấy. Và sau khi chia được như thế này rồi thì các bạn hãy cái ô đầu tiên để nguyên 550 này. Các bạn hãy chạm vào cái ô thứ hai này, cái khúc thứ hai này. Chạm đúp hai lần nhá. Đúp hai lần, chạm hai lần và để nó hiện ra cái khung mình có thể sửa số như này. Mình gõ thành 590 đi. Ấn tích này, rồi lại ấn đúp vào cái khúc thứ ba này. Và mình sẽ lại sửa số này, 631 chẳng hạn này. Lại tiếp tục chạm đúp vào cái khúc tiếp theo này và sửa số này, 771 này, 772 chẳng hạn, ấn tích này. Tiếp tục chạm đúp với cái khúc tiếp theo này, chạm hai lần nhé. Và lại gõ này, ví dụ lại tụt xuống 601 chẳng hạn. Đó, lại ấn tích này. Các bạn cứ thay đổi số tùy ý thôi. Và tiếp tục di chuyển và chạm đúp vào cái khúc tiếp theo này. Và gõ cho mình số 833 đi chẳng hạn. Ví dụ như thế, ấn tích này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để ý là khi chúng ta sửa số là cái mắt đã biến mất đúng không? Không sao hết đâu, các bạn chỉ cần chạm vào nó thôi. Chạm vào thanh mắt là nó sẽ hiện lên. Đó, rồi chạm tay ra bên ngoài để nó hiện. Vậy là ok, bây giờ chúng ta xem thử xem là nó chạy, nó có hiện thay đổi số không nhé. Các bạn nhìn lên số này. Đó, nó đổi số đấy. Trông rất là thật luôn đúng không nào? Video hướng dẫn của mình đến đây là hết rồi. Các bạn muốn mình hướng dẫn gì thì hãy comment xuống bên dưới nhé. Chúc các bạn thành công. Và mình là Ngân Bè Edit. Say it with me.